vào cái ngày 21 tháng 8 năm 2024 vừa qua thì uh, CR7 đã lập một cái kỷ lục mà chưa đến giờ thì chưa có một cái ai mà làm nội dung trên YouTube mà nhanh như vậy. Đó chính là uh, chỉ sau 1 giờ 29 phút uh, kể từ khi cái thành lập cái kênh uh, của Christian Ronaldo CR7 á. Uh, đây thì đã đạt được cái cán cái mốc 1 triệu người uh, đăng ký tức là theo cái quy định của YouTube á thì nó sẽ có những cái nốt để vinh danh người sáng tạo là 100.000 người thì là nốt bạc YouTube, một triệu người thì là nốt vàng của YouTube và 10 triệu người thì là nốt kim cương của YouTube. Nhưng mà đến ngay cả YouTube cũng không thể ngờ được rằng là cái việc mà CR7 đạt cái tốc độ nốt kim cương nhanh đến mức mà chỉ sau có chưa tới 12 giờ đồng hồ thì đã đạt cái mốc Uh, gọi là 10 triệu người đăng ký và họ chỉ in sẵn cái nốt vàng để trao tặng cho cầu thủ này sau một uh, sau một ngày tức là ngày hôm sau đêm trước đến ngày hôm sau thì trao cái nốt vàng còn uh, sau chưa tới 12 giờ đồng hồ thì đã đạt 10 cán cái mốc 10 triệu người tức là kim cương thì họ không làm sẵn và đến thời điểm hiện nay thì đã có tới 42 triệu người đăng ký cr7 trên cái kênh mới thành lập ở trên youtube thì có người đặt câu hỏi là CR7 có kênh TikTok không? thì cũng đã từng có kênh TikTok nhưng mà kênh TikTok của CR7 á thì uh, sau một khoảng thời gian được vài triệu người theo dõi á, thì TikTok đã cấm không cho thành lập và không nêu rõ lý do. trước đây thì CR7 cũng có một kênh ở trên YouTube tuy nhiên thì cũng bị YouTube cấm um, không được cho thành lập kênh nhưng bây giờ thì thành lập kênh bình thường và hiện nay thì bên Instagram á thì CR7 có tới hơn 600 triệu người à, theo dõi trên Facebook thì cũng có trên 100 triệu người theo dõi Và trên Twitter cũng có hơn 100 người, triệu người theo dõi Thì à, cũng lấy cái ý tưởng từ cái cái cái, cái, cái câu chuyện truyền cảm hứng này Thì Thắng cũng mới à, ngồi lại để có thể à, sẻ chia với anh chị và các bạn Về cái hành trình à, làm Youtube à, của kênh giáo dục à, trong cái à, lĩnh vực chứng khoán thì kênh của uh, cộng đồng chứng khoán Việt Nam là một cái kênh trong cái lĩnh vực gọi là xác lập cái lĩnh vực là là lĩnh vực giáo dục. À, và cái chuyên ngành tức là cái mã ngành của cái kênh là lĩnh vực chứng khoán. À, vậy thì cái hành trình nó như thế nào? Thì trước khi đi tới cái hành trình uh, để xác lập được 100.000 ngàn, 100.000 ngàn người nó khó khăn như thế nào. Trong khi đó là 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 ở ở ngoài kia thì có rất nhiều những cái kênh với 100.000 người họ chỉ làm trong chắc khoảng một giờ đồng hồ thôi, thậm chí là um, uh, 30 phút thôi thậm chí có khi 5 phút là đã có 100 ngàn người rồi Tuy nhiên thì cái sức ảnh hưởng của một cái cầu thủ bóng đá hay là một cái người làm nội dung trong một cái lĩnh vực khác á, thì nó khác Tuy nhiên cái lĩnh vực giáo dục là một trong những cái lĩnh vực tương đối khó cộng với lại cái chuyên ngành lĩnh vực này lại là chuyên ngành chứng khoán thì nó gần như là, là rất khó Thì đây là cái vinh danh của Youtube cho một cái kênh à, về lĩnh vực chứng khoán, à, lĩnh vực giáo dục và chuyên ngành chứng khoán. Đây, đây là cái nốt à, nốt YouTube gửi về. À, nốt này thì có từ năm ngoái, tức là năm 2023 cơ, tức là từ khoảng tầm à, khoảng tháng 6 tháng 7 năm 2023 thì YouTube đã gửi về à, cho kênh và nó có cái một cái bức thư. Đây, một bức thư gửi gần như là bức thư nào nó tương tự giống nhau C của tất cả những cái người làm nội dung trên YouTube thì đều có một cái bức thư tương tự như thế này à, bên cạnh đó nữa thì uh, uh, sẽ có một cái nốt nốt bạc nốt bạc đây đây là cái nốt bạc của YouTube nốt bạc thì người ta bó nó bằng bạc hay bằng cái gì tôi cũng không biết là nó bằng cái gì đây đây là cái cái nốt bạc của chúng ta đây thì cái nốt bạc này á thì anh chị bạn để ý, để ý ký nha, đây này, đó, đây là cái nốt bạc và chúng ta là à, WinF cộng đồng chứng khoán Việt Nam à, đạt 100.000 người, à, 100 người đăng ký. 100.000 người đăng ký subscribe. Và cái này thì à, cũng là một cái một cái hồi, hồi nãy á thì tôi có ông vào một cái AI để hỏi nó về cái câu chuyện là những cái kênh chứng khoán à mà đạt uh, 100.000 người đăng ký à, kênh chứng khoán ở Việt Nam uh, chia sẻ về lĩnh vực chứng khoán tài chính đạt trăm ngàn người đăng ký uh, thì không thấy ai nó trả lời và nó hô là không có thông tin. Không có thông tin. Thế thì uh, tôi kiểm tra lại, tháng kiểm tra lại thì tao mới thấy là à tức là mình không 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 đưa cái cái thông tin, tức là không có cái nội dung ở trên mạng để cho uh, kênh tức là để cho người ta biết được là là à uh, nó có cái thông tin như thế. Và khi có cái thông tin như thế rồi thì, thì 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 mới AI nó mới tìm được và nó mới trả lời được còn hiện nay thì nó không có thống kê à, và thăng cũng muốn tìm xem là ở Việt Nam thì đến thời điểm hiện nay thì có bao nhiêu kênh trong lĩnh vực giáo dục mà chuyên ngành chứng khoán thì đã cán được cái mốc 100.000 người đăng ký để xem cái công sức của, của 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 team WinF, cộng đồng chứng khoán Việt Nam á trong suốt cả một cái chặng đường dài vừa qua á, thì nó gọi là đã tổng kết lại xem nó như thế nào. Thì uh, trước khi đi vào cái nội dung chính thì uh, thắng xin đọc cái bức thư mà YouTube gửi về cho uh, cộng đồng chứng khoán Việt Nam vnf của chúng ta với cái bức thư đã bằng tiếng Việt, đã, tức là không bằng tiếng Anh nữa mà đã, là đã việt hóa. Anh chị và bạn có thể nhìn để cho nó lấy nét. Thắng để đây để, để này chắc là nó lấy nét được không? Đúng không? Tại vì là nó nó view cái mặt, không có cái mặt thì nó sẽ lấy nét. OK. Thì đây bức thư nó có nội dung là bạn đã tiến xa đến đâu nếu muốn người đăng ký tương đương một năm ánh sáng thì bạn đã có thể du hành từ đầu này sang đầu kia của giải ngân hà rồi nếu mỗi người đăng ký tương đương một năm ánh sáng <laughs> quá là quá là rất hay vì vậy hôm nay chúng tôi vô cùng phấn khởi được cùng bạn kỷ niệm chặng đường đặc biệt trên YouTube bạn không chỉ mang đến một tiếng nói và phong cách độc đáo cho thế giới mà trong quá trình đó còn tạo ra những mối liên hệ đáng quý và xây dựng được một cộng đồng trên tinh thần đó youtube rất vinh dự được trao tặng bạn giải thưởng người sáng tạo bạc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và thành tiệu xuất sắc của bạn chúc mừng bạn đã đến một cột mốc này một trong số vô vàn cột mốc mà chúng tôi mong bạn sẽ đạt được trong tương lai xét cho cùng vẫn còn nhiều người khác chưa biết đến sự đam mê và hết lòng của bạn dù đến với kênh của bạn để học hỏi điều mới hay để có những giờ phút giải trí vui vẻ và cộng đồng khán giả mới ngoài kia đang chờ bạn truyền cảm hứng cũng như cách mà cộng đồng không ngừng lớn mạnh thì hiện tại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn chúng tôi mong nóng lòng chờ đón những nội dung tiếp theo bạn thực hiện và luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường trân trọng à, giám đốc điều hành của youtube thì à, cũng rất là tự hào à, là đây là một trong những cái kênh về chứng khoán và cũng rất cảm ơn gửi lời cảm ơn rất nhiều anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với thắng và team VNF cũng như là cộng đồng chúng ta trong suốt cả một cái quãng thời gian dài. Uh, tính đến nay nữa thì chúng ta đã trải qua là hơn 8 năm từ ngày thành lập kênh. Thì đối với nhiều người 100.000 người đăng ký với 8 năm uh, cùng xây dựng thì nó quả là một cái chặng đường rất là dài. Nhưng trên thực tế thì từ đầu á thì VnApp, uh, cộng đồng chứng khoán Việt Nam không phải là cái tên là WINES của đồng Chứng khoán Việt Nam mà nó có cái tên là Câu lạc bộ tự doanh chứng khoán. Thế thì tại sao lại có cái tên là Câu lạc bộ tự doanh chứng khoán? Thì cũng xin kể với anh chị và các bạn là những năm đầu cuối năm 2015, đầu năm 2016 thì Thắng đang là một nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán à, chuyển hẳn sang làm nhân viên của một công ty chứng khoán à, đầu tiên Thắng bước chân vào đó là công ty cổ phần chứng khoán MBankem. Thì tại đây thì Thắng được học rất là nhiều những cái, cái kỹ năng để đi tìm kiếm khách hàng uh, sale bán hàng trong lĩnh vực uh, chứng khoán Và trong đó thì có một số kỹ năng Thắng trước đó đã có nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh Các loại mặt hàng khác Nên Thắng cũng tương đối nắm rất là rõ Đó chính là uh, tele sale Đó chính là email marketing Đó chính là cái câu chuyện là Hẹn gặp Và gặp khách hàng để trao đổi về cái sản phẩm Cũng như là mời chào khách hàng mua cái sản phẩm và sản phẩm mà chúng tôi những người làm môi giới trong lĩnh vực chứng khoán kinh doanh đó chính là mở tài khoản để giao dịch chứng khoán thì phần lớn các cái giải pháp đó thì vẫn được sử dụng tương đối hiệu quả trong lĩnh vực chứng khoán cái giai đoạn à, 2012-2015 tuy nhiên thì à, là người đi đầu à, trong một cái lĩnh vực à, gọi là công nghệ thì à, tháng trước đây là được đào tạo và học tập trong lĩnh vực công an nhưng mà là chuyên ngành là chuyên ngành cơ yếu, chuyên ngành mật mã thì cũng có một chút kiến thức về công nghệ, về bảo mật và một chút kiến thức về cái khả năng và kỹ năng để xây dựng uh, đội nhóm và xây dựng cái 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 nội dung gọi là content trên uh, cái môi trường internet và khá nhiều những cái kinh nghiệm trong cái khả năng gõ văn bản, bản. Thế là Thắng mới nghĩ đến một cái câu chuyện đó là vì mình là uh, cũng uh, tiếp cận và triển khai một cái lĩnh vực mới, Nhưng cái câu chuyện tìm kiếm à, khách hàng trong cái nghề mà cái số lượng đối tượng, à, cái người tham dự cái lĩnh vực này thì nó tại thời điểm năm 2015 à, thì tương đối ít. Nó chỉ đâu đó khoảng à, chưa tới à, 3 triệu tài khoản à, mở và số lượng tài khoản active thì chưa tới 500.000, 500 tới 700 ngàn tài khoản tức là giao dịch thường xuyên trên thị trường thì với 500 đến 700 ngàn tài khoản giao dịch thường xuyên thị trường mà uh, trong cả hơn gần lúc thời điểm lúc đó là khoảng tầm gần 80 triệu gì đấy tôi không nhớ không nhầm là 80 triệu giờ người Việt Nam thì nó quá ít nó chiếm một cái tỷ lệ rất thấp mà để tiếp cận được những người mà có nhu cầu đang giao dịch chứng khoán hoặc là có nhu cầu muốn chơi giao dịch chứng khoán đầu tư chứng khoán thì gần như là một cái mục tiêu tương đối khó nếu như không có sẵn các cái mối quan hệ cũng như là không có sẵn database mà khi tham gia trong cái lĩnh vực mới này thì Thắng toàn có database là trước đấy là kinh doanh trong một số cái lĩnh vực liên quan đến nội thất, liên quan đến vật liệu xây dựng và liên quan đến uh, những cái cái nguồn khách hàng là toàn là những người làm công ăn lương nên là rất khó để có có thể mời chào uh, và tìm cách để gọi hẹn gặp để mời tham gia lĩnh vực chứng khoán. Uh, 10 người gọi điện, điện hẹn gặp sau đấy tới tận nơi để trao đổi thì gần như là cả 10 người từ chối tham gia và họ đều có chung một cái ý tưởng là đây là một trong những cái lĩnh vực uh, tương đối là thực ra là tương đối là mới cộng với cái câu chuyện là nó có một cái tiếng tức là phần lớn những người tham gia đầu tư uh, của các cái thế hệ mà cùng trang lứa với họ giai đoạn 2005 2007 thì đều thua lỗ nặng và thậm chí là, là phá sản bán nhà nên họ rất là e ngại. Và kể cả về e ngại về cái tính rủi ro và e ngại về cái điều tiếng tham gia trong lĩnh vực này Nên thành thứ ra là 100 người gặp thì 101 người từ chối à, làm khách hàng Tháng thì người thì mới mặc dù là tại thời điểm năm 2015 á, thì tháng cũng đã ngoài 30 rồi Tuy nhiên thì là người mới trong lĩnh vực và gần như không có mối quan hệ nhiều trong các cái giới đợi tài chính Rất là khó ngoài thời điểm đấy hy hi hữu thì có mối cái quan hệ đó là với anh Phan Dũng Khánh thời kỳ trước thì cũng có mối gọi là anh em có cái duyên với nhau biết nhau từ trước nên là anh Khánh là giám đốc phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mê Băng Kim Kemeng tuy nhiên thì Thắng làm ở Mê Băng Kim Kemeng thì lại không phải là từ mối quan hệ của anh Khánh mà lại là từ cái tự lực đi xin việc tuy nhiên thì chỉ làm Mê Băng Kim Kemeng chưa đầy một tháng thì Thắng lại chuyển sang làm công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV rồi thì bước sang năm 2016 thì thắng bắt đầu làm tại BIDV cuối 2000 sorry cho bạn cuối 2014 đầu 2015 thắng nói cái thời điểm nó hơi lệch một chút xíu bởi vì lâu rồi 15 là bắt đầu làm ở BIDV rồi ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV làm ở lầu 9 cái tòa nhà BIDV đằng sau lưng của sở dịch chứng khoán TP.HCM Minh BSC công ty cổ phần chứng khoán BSC thì ta đang nói dỡ cái câu chuyện là rất khó để tìm kiếm khách hàng rất khó để tìm kiếm khách hàng nên là Thắng trước đó thì cũng là một nhà đầu tư cá nhân thường xuyên vào các cái diễn đàn Ngày đó thì chủ yếu là các cái diễn đàn Các cái blogger gọi là những viết trên các cái diễn đàn Ở ngoài thì mỗi cá nhân thì có một cái gọi là cái blogger viết viết post Còn lại thì diễn đàn chứng khoán thì nó có vài cái diễn đàn là Việt Colossi F319 Diễn đàn Việt Tốc và thời điểm đó thì có vài ba cái diễn đàn khác nữa Thắng cũng thường xuyên là một cái người năng động viết bài rất là nhiều trên các cái diễn đàn đó. Tuy nhiên thì họ chỉ biết đến Thắng và gọi là đọc và nghe những cái bài chia sẻ của Thắng trên các cái diễn đàn nữa thôi. Nhưng có một cái thời điểm là mod của diễn đàn đó, thì họ thấy Thắng quá năng động và viết rất là nhiều những bài viết. Trong thời điểm đó thì Thắng lại cũng cùng một cậu em nữa thì có thành lập một cái diễn đàn chứng khoán tương tự giống như là 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 F319 và Việt Colossi uh, với lại Việt Stock thì cái diễn đàn của Thắng và cậu em đấy đã đứng ở vị trí top 3 trong số 3 diễn đàn chỉ sau mới F319 và Việt và, và 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 và, Việt, Stock tại thời điểm đó thôi. Tuy nhiên thì nó không đem lại cái hiệu quả nhiều như Thắng nghĩ khi thành lập một cái diễn đàn với cái công sức là bỏ ra gần 400 bài viết các loại sau đó thì tìm mọi cách để có thể chia sẻ cái diễn đàn của mình uh, dựa trên cái nền tảng diễn đàn của người khác và dựa trên một cái nick cũ của mình có nhiều người theo dõi thì bị mod của F39 phát hiện ra và họ đã cấm tiệt thắng không được viết bài trên diễn đàn đó nữa thì sau này thì diễn đàn đấy thì thắng cũng bỏ năm 2016 thì thắng đã có một cái diễn đàn top 3 rồi diễn đàn chứng khoán như thế vậy rồi thế thì thắng bỏ diễn đàn đấy thì thắng mới ngồi thắng mới suy nghĩ là để cách tìm khách hàng như thế nào thì tại thời điểm đó thì Facebook cũng là mới thành lập thôi cũng đang rất là hỗ trợ người làm sáng tạo nội dung thì thắng có cũng là cái người đi đầu trong cái câu chuyện thành lập các cái nhóm hội nhóm trên Facebook rồi các cái hội nhóm trên Zalo rồi cũng là người đi đầu trong cái việc là bắt đầu là là, là làm các video uh, chia sẻ cái mục tiêu ban đầu là làm video ấy, thì tại sao nó lại có cái kênh là tự doanh chứng khoán bởi vì với cái tâm tưởng của thắng đó là một cái người tự kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh chứng khoán thì thắng sẽ làm một cái kênh có tên là tự doanh chứng khoán để chia sẻ những cái trải nghiệm những kinh nghiệm của mình uh, tất cả những kiến thức mà mình biết được về lĩnh vực chứng khoán để giúp ích cho mọi người ở ngoài kia còn đang ít thông tin chưa được tiếp cận với lĩnh vực này giống như những cái giai đoạn đầu từ năm 2009 đến năm 2014 thì thắng cũng là một cái nhà đầu tư cá nhân để tương đối là ít hiểu biết trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán và tìm kiếm thông tin thì nó là vô cùng vô cùng vô cùng khó luôn nên nó dẫn đến một cái việc đó là thắng muốn à, là một trong những người đầu tiên à, chia sẻ và đi đầu trong cái câu chuyện sẻ chia. À, các cái kiến thức về chứng khoán về phân tích cơ bản à, phân tích kỹ thuật về những cái thông tin à, mà biết tới ở các cái phòng phân tích Thắng cũng tham gia với anh em đội ngũ phòng phân tích để tham gia các cái buổi gọi là nói chuyện à, giữa uh, gọi là chủ doanh nghiệp và các analyst thì thắng sẽ về tổng hợp và chia sẻ những cái thông tin đấy sớm nhất đến nhà đầu tư để cái mục tiêu là cũng là mục tiêu mục tiêu ban đầu á, thì cũng chỉ là lấy đó làm một cái kênh để có thể uh, gọi là quảng bá cái 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 gọi là cái thương hiệu cá nhân, quảng bá những cái, cái kiến thức hiểu biết của mình, nhằm mong rằng là ở ngoài kia có ai đó họ chơi chứng khoán, họ đầu tư chứng khoán, họ biết đến mình, sau đấy thì mình để lại cái số điện thoại, thì họ gọi điện và sau đó thì mình sẽ mời họ làm khách hàng của mình. thì uh, kiên trì cái câu chuyện viết bài uh, ở trên F ba sau đó bị cấm, thì kiên trì cái câu chuyện làm các diễn đàn viết bài trên Zalo trên Facebook, trên Skype rồi uh, kiên trì uh, nhiều năm uh, xây dựng video trên kênh YouTube cũng như là live stream trên Facebook rồi live stream trên trên YouTube thì dần dần thắng cũng bắt đầu có những cái khách hàng đầu tiên, khách hàng thứ hai rồi bắt đầu có 10 khách hàng, có 100 khách hàng và có nhiều khách hàng hơn, có những thời điểm là tương đối là tuyệt vời khi cái lượng khách hàng uh, tốt và có cái thu nhập cao thì từ khi cái kênh YouTube à, 2010 cuối 2015 hay đầu 2016 với cái mục tiêu chính là à, chỉ làm để tìm kiếm khách hàng thì bắt đầu có những con số một người đăng ký à, 10 người đăng ký à, rồi 100 người đăng ký. Tất cả các cái người đăng ký đấy thì phần lớn là là những người đang tham gia trong lĩnh vực chứng khoán thì họ nghe thấy Thắng nói, Thắng chia sẻ nhiều kiến thức hay bổ ích thì họ đăng ký sau đấy thì có 1.000 người đăng ký rồi sau khoảng 3 năm thì có 10.000 người đăng ký năm 2016 17 gì đấy thì có 10.000 người đăng ký và dần 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 thì đến ngày hôm nay thì có hơn 100.000 người đăng ký kênh của chúng ta thì cái chặng đường nó tương đối khó khăn tuy nhiên thì cái mục tiêu ban đầu phần lớn làm kênh là để chia sẻ kiến thức và để tìm kiếm khách hàng à nó cũng tương đối là dễ hiểu khi mà những cái nhu cầu thông thường của một cá nhân à, như Thắng à, không có những cái mối quan hệ gần như là tờ giấy trắng trong cái lĩnh vực và kiến thức thì cũng không phải là quá bài bản cũng chỉ là à, trình độ cử nhân của đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì nó cũng không phải là trình độ chuyên môn trong cái lĩnh vực tài chính nên thành thử ra là nó tương đối là thô sơ vẫn vẫn biết rằng là mình còn đang nhiều những hạn chế. Tuy nhiên thì bằng cái sự kiên trì uh, trong nhiều năm tính đến nay là 8 năm thì trung bình mỗi một ngày làm việc thì thắng cho ra xuất bản một video uh, là con số mà uh, đến ngày hôm nay thì được anh em trong giới đánh giá uh, tương đối cao uh, đó là cái sự làm việc nghĩa là kiên trì liên tục trong suốt một cái khoảng thời gian uh, dài uh, 8 năm trời mà đều đặn mỗi một ngày làm việc tức là một tháng năm một một, 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 một tháng là có 22 ngày làm việc trừ thứ bảy chủ nhật tính trung bình là mỗi ngày à, cho xuất bản một video trên kênh để sẽ chia không vấn đề này thì vấn đề khác tất cả những kiến thức thì cũng nhờ cái câu chuyện nỗ lực như vậy thì cái kiến thức mà cứ có thì thắng lại chia sẻ sau đấy thì thắng lại đi tìm hiểu và trải nghiệm rồi sau đấy thực hành trên thị trường bằng những cái đồng vốn của mình trong suốt nhiều năm đang đúc rút kinh nghiệm cũng như là theo dõi những cái tài khoản của những khách hàng mình giao dịch thống kê và tổng hợp lại đúc rút được những cái kinh nghiệm để cuối cùng thì uh, uh, có được những cái kiến thức như ngày hôm nay cũng sẽ chia với anh chị và các bạn là sau nhiều năm như vậy thì cứ có lại chia cứ có lại sẽ chia cứ chia sẻ liên tục liên tục như vậy trong nhiều năm thì cái lượng kiến thức về đầu tư tài chính cũng như là kiến thức chuyên môn về chứng khoán kiến thức về 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 đầu tư của thắng thì càng ngày nó càng dày hơn cộng với lại cái việc thực hành đầu tư trên thị trường à, nhiều năm và hơn hết thì được quản lý rất là nhiều những khách hàng những anh chị có nhiều cái chuyên môn những kinh nghiệm cũng như là có những cái thành công trên thị trường thì thắng có điều kiện để có thể tổng hợp và đúc kết lại được những cái kinh nghiệm thành công do đó đến ngày hôm nay thì thực sự là nếu mà kể ra cái sự gian khó thì nó cũng rất là lâu Đối với nhiều người thì nó có thể là một con số rất là nhỏ 10.000 người, 100.000 người thì nó rất là nhỏ Đối với rất nhiều những cái QL hiện nay Đối với những người làm Youtube hiện nay Thì nó không có gì là quá lớn à, Tuy nhiên thì Với một cái kênh mà đã xác lập ngay từ đầu Là kênh trong lĩnh vực giáo dục Tức là kênh WinF cộng đồng chứng khoán Việt Nam Đã trải qua nhiều cái tên kênh Từ Thắng ơi TV Tự doanh chứng khoán, kinh tế và cuộc sống rồi TOTV, rồi đến ngày hôm nay là WINF, tức là viết tắt của từ đầu tư chiến thắng, đầu tư thắng uh, trong lĩnh vực tài chính. WIN là 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 chiến thắng, còn F là finance là tài chính. Và để cho nhiều người trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán có thể dễ nhận biết được, đây là một kênh trong lĩnh vực chứng khoán thì thắng có đánh một cái gạch. Và ghi là cộng đồng chứng khoán Việt Nam để mọi người biết là đây là nơi cộng đồng những người à, tham gia trong lĩnh vực chứng khoán à, có thể tìm hiểu à, những cái kiến thức à, trong cái lĩnh vực này Thế là sau à, hơn 8 năm xây dựng thì năm 2023 vào tháng 6 tương tháng nhớ là từ vào tháng 6 năm 2023 thì à, chính thức là cán cái mốc 100.000 người thì được à, YouTube binh danh và tại thời điểm đấy thì cũng gần như là cảm xúc là vỡ hòa thật ra là những cái thành công thất bại trên thị trường chứng khoán kiếm được rất là nhiều tiền trên thị trường chứng khoán niềm vui cũng không bằng cái câu chuyện được YouTube một trong những cái gọi là những công ty global, công ty toàn cầu vinh danh là người đã đạt được cái mốc 100.000 người theo dõi. Tuy nhiên thì cái thành công này cũng một phần nào là của tất cả chúng ta của những anh chị và các bạn đã và đang theo dõi cái kênh WinF Cộng đồng Chứng khoán Việt Nam và cũng thực sự là rất là cảm ơn uh, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cũng cảm ơn anh chị và các bạn nhờ anh chị và các bạn đồng hành nhờ cái việc anh chị và các bạn uh, thực sự là À, yêu mến à, theo dõi nên nó là cái động lực để cho thắng có thể phần nào đó à, là tiếp tục à, được à, phần lớn là chúng ta được tiếp tục um, để cống hiến để tiếp tục tìm hiểu những kiến thức mới tiếp tục trao dồi kiến thức dần dần là có được cái ngày hôm nay thân ái và chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều thân chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn và mong muốn anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ. Thì nhân đây thì Thắng cũng chia sẻ là Thắng có thành lập một mới một cái kênh kênh mới để chia sẻ nhiều hơn những cái kiến thức về đầu tư giá trị, đầu tư vào những doanh nghiệp mà gọi là bền vững, những doanh nghiệp phát triển bền vững và có cái sự phát triển tương đối bền vững giúp cho cái việc hạn chế cái rủi ro đầu tư vốn của những người mà không chuyên có cái nguồn vốn nhưng mà đang là là người làm trong hoạt động trong cái lĩnh vực khác ngành tài chính và có thể là những người đã về hưu có nguồn vốn thay vì gửi ngân hàng với một cái mức uh, lãi suất nó tương đối thấp thì có thể tìm hoặc uh, những cái cơ hội đầu tư ở những cái doanh nghiệp mà nó phát triển bền vững nhất uh, trên thị trường có cái việc là chia sẻ cái lợi ích từ uh, công ty uh, cho uh, cho, cho 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 gọi là cổ đông định kỳ hàng năm để giúp anh chị có vừa có dòng tiền ngoài ra thì đầu tư chứng khoán vào những doanh nghiệp ít rủi ro uh, như vậy nó cũng giúp anh chị và các bạn có thêm một cái quỹ nguồn tài tài chính để uh, giống như là một cái nguồn bảo hiểm uh, dự phòng khi có những cái, cái phần việc gì đấy nó cần đến nó cũng giống như là chứng khoán nó cũng là là một trong những cái dạng là tương đương tiền khi anh chị cần anh chị có thể bán ra bằng một cú click lệnh một cú click chuột thì anh chị có thể bán ra để sử dụng để cho những cái việc khẩn cấp giống như là bảo hiểm à, và anh chị hàng năm thì đều sẽ có tiền cổ tức mà doanh nghiệp họ chia bằng tiền để anh chị và các bạn lo cho cái đời sống của mình. À, ngoài ra thì anh chị và các bạn cũng sẽ có được cái hiệu quả của của gọi là của cái hiệu quả đầu tư vốn dựa trên cái câu chuyện chúng ta tính toán trên cái hiệu suất uh, cổ tức trên giá chi phí vốn thì chúng ta sẽ nỗ lực để mua một cái doanh nghiệp tốt với cái chi phí vốn thấp để có cái hiệu suất cổ tức cao à, và cũng từ đó chúng ta sẽ hoàn thành à, cái chương trình cũng giống như là cái tôn chỉ của cái kênh mới à, trên kênh YouTube đó là Lê Văn Thắng, kênh là kênh tên của Thắng luôn cùng với cái trào lưu là à, xây dựng thương hiệu cá nhân thì Thắng cũng lập thêm một cái kênh. Mặc dù cái kênh này thì nó đã có sẵn từ trước, Thắng vừa đổi tên thôi. À, cái kênh này là cái kênh trước đây là của cũng là À, của, của, của cộng đồng team vnf của chúng ta thôi tuy nhiên thắng đổi tên theo thương hiệu cá nhân là lê văn thắng hy vọng là anh chị và các bạn ủng hộ kênh thì thắng sẽ để cái đường link của kênh ở dưới cái phần mô tả nội dung của video này để anh chị và các bạn có thể đăng ký cái kênh lê văn thắng đó để chúng ta cùng nhau uh, xây dựng một cái hoài bão xây dựng một cái định hướng uh, là uh, chúng ta uh, đầu tư bảo hiểm dòng tiền uh, đầu tư bảo hiểm dòng tiền và chúng ta vừa thực hiện được ý định đầu tư vừa thực hiện được ý định bảo hiểm vừa được ý định mà có cái dòng tiền để sinh hoạt ta gọi chung nó là đầu tư bảo hiểm dòng tiền trên kênh cá nhân Lê Văn Thắng YouTube cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều thân ái chào hẹn gặp lại quý chị các bạn.